Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là mình nấu món cà ri gà. Cà ri gà là món ăn phổ biến ở Việt Nam, thường vào những dịp Tết, dịp đám cưới hay là giỗ, sum họp gia đình thì món cà ri gà là món mà sẽ được mọi người ưu tiên để lựa chọn để nấu. Vậy thì hôm nay mình cùng vào bếp để thực hiện món này nha. Nguyên liệu là mình đã chuẩn bị sẵn nè, là thứ nhất là mình có 1 kg gà. Gà thì mình mua về mình rửa sạch, sau đó mình chặt nè, mình lấy cái phần thịt với phần đùi cánh mình nấu. Và có củ là củ khoai môn, khoai tây, khoai lang, cà rốt. Và đi kèm là mình sẽ có bánh mì mình ăn chung nè, với lại là rau thơm, rau quế và ngò gai, ớt và chanh. Gia vị không thể thiếu là mình sẽ có là bột cà ri nè. Bột cà ri này mình mua là bột mua cũng ở ngoài chợ có bán đó các bạn. Và sữa thì mình sẽ dùng là sữa Vinamilk không đường. Và thêm là mình sẽ có 1 hũ nước cốt dừa. Tùy theo các bạn có thể thích ăn nhiều nước cốt dừa thì mình mua hũ lớn hơn. Và mình có thêm đó là cái sốt dầu cà ri. Sốt cà ri dầu thì giúp cho cái món cà ri gà mình nó thơm ngon hơn. Và sẽ có thêm là tỏi và hành đã xay nhuyễn. Rồi nguyên liệu là đã có hết rồi. Bây giờ là mình sẽ đem ướp gà trước. Gà thì để nấu món cà ri là mình sẽ dùng là gà ta. Gà ta thì nấu nó sẽ chắc thịt và ngon hơn. Rồi mình cũng chuẩn bị sẵn là 1 muỗng muối, 1 muỗng hạt nêm và 2 muỗng đường. Rồi mình cho phân nửa tỏi và hành vào để ướp chung. Rồi có hũ sốt cà ri này mình sẽ cho 2 muỗng nha. Tùy theo cái khẩu vị các bạn có thể gia giảm. Bột cà ri thì mình sẽ cho 1/2 muỗng. Muỗng này của nhà mình là nó to lắm á các bạn, cho nên mình cho 1/2 muỗng thôi. Nếu mà các bạn nào mình muốn mà ăn nhiều hơn thì mình sẽ cho thêm. Và để ướp gà thì mình sẽ dùng là cái dầu màu. Dầu màu thì nó sẽ giúp gà nó lên màu đẹp. Màu điều mình cho 3 muỗng. Dùng bao tay để trộn gà, bóp gà cho nó thấm gia vị. Cà ri mình nấu với cái sốt dầu cà ri rất là thơm nha mọi người. Không thể thiếu ra là cái nước sốt đó, đó nó lên màu đẹp nè, mà nó lại còn thơm nè. Mình trộn cho gà nó thấm hết vào gia vị nè. Sau đó mình để qua một bên và mình sẽ ướp khoảng là chừng 40 phút á. Sau đó mình sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại. Cà rốt thì mình sẽ sắc từng khúc nè, như nhà mình nè. Rau củ thì mình sẽ sắc to hơn, để khi mà mình nấu cà ri mình thích ăn những củ này, mình để cho miếng bự bự thì ăn nó sẽ ngon hơn nha. Mà khi nấu nó sẽ không có bị nát ra đó mọi người. Rồi khoai tây là mình chẻ làm đôi nè, sau đó mình cũng cắt làm 3. Mình đừng có cắt nhỏ thì nó khi mà mình nấu nó dễ bị bụng lắm. Cứ thế thì mình sẽ cắt những loại củ còn lại. Hành tây thì mình sẽ sắc thành những múi cam, múi vừa thôi nha mọi người. Sả thì mình sẽ đập dập để lát nữa mình nấu chung nó cho nó thơm. Rồi ớt thì sắc những miếng lát mỏng. Chanh thì mình sắc thành lát mỏng như vậy nè.
Sau khi sơ chế xong là mình cho khoảng 4 muỗng dầu vào chảo để mình chiên cái khoai với củ nha. Cho 1 muỗng bột vào để cho giúp chiên không có bị dăng dầu. Trước tiên là mình sẽ chiên cái củ khoai môn này nè. Chiên mình cũng dùng dầu màu á, giúp cho củ nó lên màu đẹp luôn. Các loại củ khi mà mình nấu cà ri á, khi mà mình chiên như thế này xong á, mình cho vào mình nấu á, thì nó sẽ không có bị nát ra nha mọi người. Mình chiên sơ qua thôi, khi mình thấy nó săn rồi á, là mình vớt ra. Dầu màu chiên á, các bạn thấy lên màu rất là đẹp luôn nè, màu vàng ươm luôn. Này là mình chiên với cái số rau củ, số củ của mình là mình chiên 2 lần. Rồi nó vàng nó săn rồi là vớt ra, xong mình cho cái phần còn lại vào để chiên. Rồi cứ thế mình sẽ chiên hết cái phần củ còn lại. Cà rốt thì cũng không cần chiên đâu, nhưng mà mình sẵn chiên mình chiên luôn. Rồi sau khi chiên củ xong là gà mình cũng ướp được 40 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít dầu màu vào. Sau đó mình cho củ tỏi và củ hành đã xay nhuyễn vào, mình phi thơm. Nó thơm rồi mình cho xả vào, mình xào chung luôn. Thơm lắm, vậy mùi thơm luôn cả nhà ơi. Rồi bây giờ nó ngã sang màu vàng rồi, nó thơm rồi á, thì mình sẽ cho luôn cái phần gà đã ướp sẵn vào để xào. Gà lúc này mình ướp là cũng lâu rồi á, cho nên là nó lên màu rất là đẹp luôn nè. Nó thấm hết gia vị nữa nè. Rồi mình xào qua xào lại ha, cho cái thịt gà nó săn nó chắc. Gà, da gà nó săn hết rồi á, thịt nó cũng săn lại rồi á, là mình cho 1 lít nước vào để mình nấu chừng khoảng 20 phút. Mình đậy nắp lại nha. Trong quá trình nấu á, thì mình có thể là hở bớt hơi. Gà nấu được 20 phút rồi là mình cho hạt nêm nè, 1 muỗng nè, thêm 1 muỗng đường nè, và 1/2 muỗng muối vào nè, để mình nêm lại gia vị. Mình xem thử là nó vừa ăn chưa đó thì mình sẽ nêm thêm nha. Tiếp tục mình nấu gà thêm 10 phút mà không cần đậy nắp nha. Gà nấu được 10 phút rồi á, thì mình cho củ cà rốt vào để mình nấu thêm 5 phút. Vì cà rốt nó sẽ lâu chín hơn, cho nên là mình cho nó vào mình nấu chừng 5 phút. Sau đó mình sẽ cho luôn củ khoai môn vào để nấu. Khoai môn vào mình nấu tiếp tục 5 phút nữa, sau đó mình mới cho thêm củ khoai tây và củ khoai lang vào. Và mình nấu thêm cái nồi này chừng khoảng là 12 đến 15 phút á. Mình châm thêm nước nha, để cho ngập củ cho nó nhanh chín. Rồi sau khi mà mình cho hết củ rồi, mình nấu cũng được 15 phút rồi nè, là mình sẽ bắt đầu mình cho cái hũ nước cốt dừa vào. Nước cốt dừa mình nấu cà ri gà là không thể thiếu đó các bạn, vì có nước cốt dừa thì nó sẽ làm thêm cái món cà ri mình thơm ngon và nó béo hơn nè. Rồi mình sẽ cho luôn cái phần sữa không đường vào nha. Sữa thì mình nên chọn cái loại sữa không đường để cho nó bớt ngọt. Rồi sau đó mình nấu cho cái nồi cà ri này nó sôi lên. Rồi lúc này là mình nêm nếm lại xem thử là vừa với khẩu vị nhà mình chưa. Nếu mà các bạn mà thấy nó lạc hay là nó chưa có đúng với khẩu vị nhà mình đó, thì mình có thể là gia giảm thêm. Rồi mình cho luôn cái phần hành tây nãy mình sắc sẵn vào. Sau đó mình tắt bếp và mình mang ra mình thưởng thức nè.
Đó, như mình có một cái nồi cà ri gà là rất là thơm ngon luôn nè, béo nha mọi người. Nhờ nước cốt dừa nên tạo nên một cái hương vị là cực kỳ thơm ngon luôn. Bạn nào muốn ăn ớt á, thì mình sẽ cho, khi mình múc ra tô rồi sau mình cho ớt lên nha. Tại vì mình nấu cái nồi này đó mình cho bé nhỏ ăn nữa, cho nên là mình không có để ớt vào khi nấu nè. Mình mới múc ra mà mình nghe mùi rất là thơm luôn các bạn, dậy mùi thơm luôn. Món cà ri này mình có thể ăn kèm với bánh mì hoặc là bún. Món cà ri này mình nấu là nó cũng thịt gà nó cũng mềm á, và kết hợp giữa cái khoai môn á, nó bùi bùi á, cà rốt, nước cà ri béo, sánh mịn nè, mình ăn thì rất là ngon và hợp với khẩu vị nhà mình luôn. Món này thì thích hợp vào những ngày cuối tuần gia đình sum họp với nhau, thì mình nấu món cà ri mọi người cùng với nhau ăn và rất là ấm cúng luôn. Như vậy là video của mình cũng vừa nấu xong món cà ri gà. Món này mặc dù là nó có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng mà ở Việt Nam mình á, là bây giờ rất là phổ biến luôn. Nhà nhà ai cũng thường xuyên nấu món này để cho gia đình mình đổi vị. Như vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn yêu thích thì các bạn cho mình một lượt like và một lượt bình luận để ủng hộ kênh của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.